Tụi con đến đây là muốn quay một cái clip để mà vinh danh cái chuyện mà là vĩ đại là từ thiện của bác. Ồ, vậy thôi hả? Cái chuyện nó nhỏ lắm con, chuyện nhỏ thôi. Người á, cái vấn đề đây á, là cái chuyện mình nên làm á, thì mình phải làm. Trước hết á, để cho bác chào hai cháu nha. Xong rồi chào các bạn gần xa, chào tất cả các bạn ở bên Việt Nam luôn nha. Thì nhân tiện đây cho bác gửi lời thăm các bạn ở Sài Gòn. Nhất là các bạn ở Sài Gòn nha, phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe, phải vượt qua cái khó khăn này, cố lên nha. Mà cũng hy vọng rằng những cái món quà từ thiện ở bên Mỹ đây của tất cả những mạnh thường quân gửi về cho một tấm lòng nhỏ nhỏ cho Việt Nam thì cũng giúp đỡ được phần nào cho các bạn bên Việt Nam ở Sài Gòn nói riêng nha các bạn. Dạ thưa bác, hôm nay cháu rất là vinh hạnh, cháu đã ái mộ bác lâu rồi. Bác không những là một danh hài khét tiếng, nổi tiếng trong cái làng văn nghệ, và thứ hai nữa là bác là một người làm từ thiện mà gọi là quyên góp được nhiều nhất. Một mình bác mà có thể quyên góp đến 400 tỷ, hơn Thủy Tiên nữa mà. 400 tỷ là 20 triệu đô. Bác rất là hay. Chuyện nhỏ thôi. Để bác nói cho con nghe. Người Việt Nam của mình á, lạ lắm. Bình thường á, mẹ chửi nhau như con chó. Còn khi mà cần mà sự giúp đỡ, mà sự cái này cái nọ đó, là ra tay liền. Rất là lạ. Hay, cái đó lạ quá, con không hiểu. Bác có thể giải thích được không bác? Giờ sao con muốn nghe không? Bác giải thích nè. Để bác hỏi con nè. Giả tự nhiên con thích đánh lộn đi. Con quánh lộn, ok. Đối thủ của con đối chết mẹ nó rồi. Con còn quánh được không? Quánh được, chết là sao đánh? Còn, cho nên con phải cho nó ăn, cho nó uống, tiếp sức cho nó, để cho nó sống vậy, rồi con mới quánh được. Nhưng mà bác, nếu mà mình giúp đỡ người ta, mình cho người ta ăn, tức là mình là ân nhân của người ta biết ơn rồi, người ta đâu có đánh mình được bác. Cái DNA trong người của mình nó lạ lắm. Đúng rồi, DNA. Không có phải ai cũng có lương tâm, không có phải ai cũng sống thật, đúng không? Con có nhớ vụ cô Thủy Tiên không? Dạ, dạ nhớ chứ. Cô Thủy Tiên đã từng cầm trên tay mình tờ giấy 500 ngàn đi tới từng hộ gia đình. Trời, đi mưa quá trời luôn. Dạ, lũ lụt quá trời. Tội cô đó. Giao cho từng hộ mỗi người 500 ngàn. Dạ đúng rồi, có video mà cô cứ cầm 500 ngàn cho hoa phát rồi 500 ngàn. Có khi mấy người mấy tờ nhớ đó, lắm. Đó, dạ. Mà con thấy chưa, rốt cuộc cô Thủy Tiên nhận được cái gì? Dân chúng người ta lật kèo, người ta bảo cô là phải sao kê tất cả ra. Khổ chưa? Con không hiểu tại sao mà người ta bây giờ là rất là nhiều người ở trên mạng, người ta lại là mất lòng tin với cô Thủy Tiên như vậy. Bác có thể giải thích được không? Chuyện này quá dễ. Tại vì cô Thủy Tiên cầm trên tay tới 170 tỷ là wow, số tiền lớn nhờ. Mà người ta cầm có nhiêu? 500 ngàn. Phải chí mà cô Thủy Tiên á, mà cho người ta nữa là người ta vui liền. Các bạn nghĩ coi, nếu như mỗi người, biết bao nhiêu người bị nạn nha, mà mỗi người mà một nửa của Thủy Tiên là 90 tỷ, trời ơi, mà đào đâu ra số tiền đó được ta? Thiện tai, chuyện đó là của Phật và trời. Còn chuyện của bác đây là bác chỉ cầm tiền từ thiện của dân chúng, mới đi mua gạo thì số lượng nhiều, cho từng nhà để chi biết không? Tại vì á, khi mà mình đưa tiền cho họ ít quá, nó chửi. Bác là một người làm việc rất là rõ ràng nha bác. Con cảm thấy như vậy là bác là ghi lên cái website của bác, là mỗi lần bác đi đâu, bác chia bao nhiêu, bác chia ra hết. Chính xác. Dạ. Bởi vì mạnh thường quân người ta tin tưởng bác, người ta ủng hộ bác rất là nhiều. Đúng, chính xác. Đó các bạn thấy không? Mình làm từ thiện á, là mình phải công minh, phải giấy trắng mực đen, đâu ra đó đàng hoàng.
để sau này cộng đồng mạng không có kêu mình ra là kêu là à râu tao kê này sao kê nọ ra chết chắc. Dạ dạ bác, chưa? Dạ đúng rồi. Dạ vậy thì bác có thể giải thích cho chúng cháu biết là trên cái website bác ghi là các bác gửi tiền về cho cô Hồng hãng gạo đó là ai không? Cô Hồng. Dạ. Cô Hồng đó là chủ hãng gạo ba con chó. Dạ. Ba con chó. Mà cô Hồng á là có tấm lòng rất là từ thiện cái công ty bán gạo, nhưng mà đồng hành cũng là đồng hành từ thiện luôn với công ty từ thiện của bác. Thành thử ra đó cô Hồng bán rẻ hơn những cái công ty khác. Wow. Wow. Dạ. Bởi vì cho nên bác mới có nhiều gạo để đem tới từng gia đình. Wow. Nhiều hơn. Dạ đúng rồi. Vậy mà con nghe ai nói là cô Hồng á là vợ của bác với ba đứa con. Hát tin này đâu ra mày? Mày biết các bạn. Này là tin đồn nhảm. Tin đồn nhảm. Vậy hả? Mà tin này con chắc lắm đó bác. Cô Hồng chắc là vợ thứ hai của bác. Chắc lắm á. Mà còn có ba đứa con với bác nữa, tên là Hắc Vũ, Thiên Vũ và Phong Vũ. Để râu mới có 10 tuổi mà để râu y chang bác đó, vậy. Không có đâu. Bác nghĩ rằng là cô Hồng này là chỉ là big fan, fan của bác. Thích nên thử ra đẻ con ra là lấy cái họ Vũ thôi. Chứ còn không có liên quan gì. Không liên quan. Thôi bây giờ mình hỏi cô khác đi nha. Mình làm lại. Sẽ nhớ làm lại. Không bạn, cái đó là chỉ là tên đồng giảm thôi. Xóa bài làm lại. Yeah. Xóa bài nha. Xóa bài. Bây giờ con muốn hỏi bác một cái vấn đề nữa là hôm bữa ở cái show Vegas, bác nhớ không? Cái show Vegas. Đó là bác là Mạnh Thường Quân, người ta tặng cho bác là 4 triệu. Nhưng mà bác chi ra đến cái gì mà đến 2 triệu ghê vậy bác? 2 triệu đó hả? Đúng rồi, bác nhớ rồi. Tại vì các bạn biết không, Las Vegas mà nó hoành tráng lắm. Bác phải mướn nhiều ca sĩ. Mà phải ca sĩ tên tuổi. Ca sĩ tên tuổi. Rồi xong rồi bác còn muốn mướn đèn nè, đèn ha, ánh sáng. Rồi âm thanh á. Rồi hội trường cho bự thật bự. Để mà chứa mấy cái người Mạnh Thường Quân. Xong rồi chưa hết nữa. Show này dữ hơn show Thủy Nga Paris. Wow. To hơn nhiều. Vậy hả? Kinh khủng nè. Vậy mà con nghe người ta nói là cái gì mà tin gì, cái gì nói nữa, tin gì đâu. Không, đó có Ngọc Trinh. Đó có Ngọc Trinh mà. Bác đang nhớ Ngọc, có Ngọc Trinh. Bác mướn Ngọc Trinh tới là biết chi không? Dạ, chi. Chẳng qua là Ngọc Trinh chỉ là trình diễn, người ta gọi là gì ta? Bikini show. Bikini show. Đó, phải mướn Ngọc. Vậy Kinh. Mà cái tin của con nghe là bác mướn Ngọc Trinh 50.000 thổi kèn. Má làm việc đéo có tâm. Má thổi kèn tao rồi con đi khai người ta nữa. Các bạn. Mướn Ngọc Trinh là chỉ để trình diễn bikini show thôi. 50.000 đó là để tiền cashier thôi. Chứ không phải không Ngọc Trinh không có thổi ai hết, không có thổi ai ngoài bác. Không phải. Mày làm tao bối rối. Ý của bác là không có thổi kèn. Không biết thôi kèn, chỉ là bikini show thôi. Đúng. Vậy hả? Vậy bác cho con hỏi là hôm đó bác ghi là bác trên cái website bác ghi là bác trả tiền cho casino 500.000 là sao bác? 500.000 đó là tiền mướn khán phòng, rồi cộng với tiền mướn phòng cho khách ở và đồng thời cho người ta ăn đó chứ, đúng không? Có 500.000 chứ nhiêu. Dạ. Vậy mà có người trong nhà băng á là nói với con á là bác dùng cái tài khoản từ thiện đó bắt cà thẻ làm 10 lần, mỗi lần là 50.000, mà tại sao bắt lại từ 2 giờ sáng đến 7 giờ sáng bắt cà 10 lần, bắt làm gì rút tiền khuya vậy bác? Cái vụ đó bác, các bạn biết rồi, casino người ta không ngủ, thành phố không bao giờ ngủ, thành thử ra là người ta làm việc sáng đêm thì mình xong show đúng không, mình xong show là mình phải trả tiền cho người ta, phải thanh toán liền đúng không, chứ bác không có bác không có đánh bài. Không biết đánh bài. Cho là vậy đi. Bác cho con hỏi thêm nữa nè. Thôi đừng hỏi nữa. Mày nhiều chuyện quá. Xin lỗi các bạn nha. Mình xin phép ngừng cái livestream ngày hôm nay tại đây vì râu phải đi làm từ thiện. Chào các bạn ha.
Ê, ông dạ. Ngồi chơi, ngồi chơi. Cái gì đây? Ngồi chơi, nóng nực quá hả? Tụi bay nóng nóng quá. Tụi bay là ngồi chơi anh em, ngồi chơi. Hai đứa tụi bay là YouTube hay là giang hồ? À. Hồi nãy sao? Là YouTuber. Rồi sao nữa? Nhưng trước đó á thì làm cái nghề đòi nợ. Mà nói chung là chuyên là quánh mấy thằng già với trẻ em không à. Dạ. Em vang mấy anh. Giờ mấy anh muốn gì? À, ngồi chơi thôi. Ngồi chơi anh em thôi ha. Bây giờ mấy anh muốn gì? Muốn gì? Đâu có gì nhiều đâu. Muốn hỏi bác là tại sao mà hôm bữa bác về Việt Nam đó. Bác mang 10 tỷ. 10 tỷ. Mà bác xài hết 5 tỷ vậy bác? Thì ai biết mà đây. Mấy anh biết nè. Về Việt Nam làm từ thiện á là phải cho dân mà 5 đồng á là phải cho giang hồ cộm cán mỗi đứa 5 đồng nữa. Yeah. Thì người ta mới mở đường cho mình đi. Trời, con biết mà. Bác à. Bây giờ là mùa Covid, giang hồ này dám ra đường nữa bị phạt chết. Tại sao mà trong cái cuốn sổ này á là bác lại ghi á là là sao mày có cuốn sổ của tao? Bác à, bác đừng có lo chuyện đó. Yên tâm, không có gì hết á. Tại sao trong cái sổ này bác ghi là mùng 5 tháng 7 gà 50 triệu, trắng 100 triệu là cái gì bác? Thì tại là Covid. Thành thử ra muốn ăn gà lắm, thèm gà. Thành thử ra muốn mua gà mắc lên giá, gà lên giá. Trời ơi, cái thằng cha này nè, nó mướn gà về nó chơi ha. Kêu gà về xong rồi mua hàng trắng về nhà bằng cái tiền từ thiện đó. Đó. Thưa quý vị à, đó, bằng chứng đó. Quý vị à, cái thằng cha này á, dùng tiền của quý vị làm từ thiện để ăn chơi chát tán, mua đồ gửi về Việt Nam kiếm lời cho công ty của vợ ông. Rồi còn rút tiền từ thiện đánh bài nữa quý vị. Đó. Rồi còn bày đặt mướn ngọc trên thổi kèn. Trời ơi. Toàn bộ đã ghi vô cái sổ sao kê này của ông mà ông Lê đã chôm được nè quý vị. Thôi. Cho bác xin lỗi nha. Bác hứa với trời vậy đó là bác sẽ trả hết tiền từ thiện của Mạnh Thường Quân đưa cho dân. Bác hứa là bác không giữ lại một cắc nữa. Bác hứa. Mày nhớ nha các bạn. Nhớ nha, cứ tiếp tục tin tưởng bác. Ông nghĩ coi ông xài như vậy ai còn mà rót tiền cho ông xài nữa hả? Hả? Thì ơi. À được anh Chồng, bây giờ anh Chồng tắt máy đi, bây giờ mình dựng lại vô đẹp rồi bỏ lên mạng sao? Ok. Ha ha ha, giúp rồi. Ê, hồi nãy giờ không phải livestream hả? Đúng rồi. Đúng rồi, đây quay là giặt cái mặt trong ra thôi. Còn không được gì thôi, bỏ. Trời ơi. Hên quá, tại sao tụi bay không nói sớm? Nói sớm chi cho nội. Bạn không nói để cho ông không bất ngờ, để ông khai ra thì tôi mới kiếm được tiền YouTube chứ. Kỳ này á, ông là cái bạn đạp cho tụi tôi bay lên kỳ danh vọng. Bây giờ tao hỏi tụi bay nè, tụi bay muốn từ từ bay lên danh vọng hay là tụi bay muốn ngay lập tức 6 tỷ trong tay của tụi bay? Bay nói nó nghe coi. 6 tỷ. Ê, không. 6 tỷ mày. 6 tỷ là 300 ngàn đô đó, là mình có thể mua được một căn hộ ở luôn đó. Vậy hả? Ê, sao? Chưa? Sao ông kêu đưa 500 luôn đi, mua căn lớn luôn đi. Đúng rồi, đưa 500 đi cho nội. Tụi bay có biết không? Trong ắc cao từ thiện của tao chỉ còn đúng 1 triệu thôi. Mà 1 triệu chia làm 3 đó, thì mỗi thằng có 300 ngàn thôi. Nghe chưa? Có 300 ngàn thôi. Tụi bay tính chưa? Mở não ra chưa? Ê! Hả? 330 chứ không phải là 300 đâu nha. Tụi bay giang hồ mà cũng bày đặt khoa học nữa. Biết tính nữa mà ghê chứ. Từ thiện là một cái nghề. Mùa football đã đến, không có chỗ nào vui hơn là chơi trên betfinex.ag. Đây là một trang giải trí thể thao có uy tín và đầy hấp dẫn, đứng vững trên thị trường toàn cầu trong 15 năm, chuyên phục vụ giải trí cho các quý khách ở ngoài nước. Chỉ cần nạp tiền vào tài khoản từ 200 đô trở lên, từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 9, các bạn sẽ được tặng thêm 250% tiền thưởng và cao nhất là 1.500 đô. Promo code và các điều khoản sẽ được ghi rõ trên website. Chúc các bạn đầy may mắn trên betfinex.ag.